Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Lộ danh tính người đàn ông bí ẩn đồng hành cùng Hoa hậu Khánh Vân đến Mỹ tham dự Miss Universe 2020. Hãy cùng khám phá xem liệu anh chàng đồng hành cùng Hoa hậu Khánh Vân đến Mỹ tham dự Miss Universe 2020 là người như thế nào. Sau chuyến bay dài gần 30 tiếng, Hoa hậu Khánh Vân hiện đã có mặt tại khách sạn Hagrock, địa điểm diễn ra cuộc thi Miss Universe 2020, để chuẩn bị bước vào những hoạt động đầu tiên của ngày 6 tháng 5, theo giờ Mỹ. Đồng hành cùng nàng hậu trong suốt chuyến đi là anh Trần Việt Bảo Hoàng, CEO Unimedia, đơn vị quản lý, đào tạo và huấn luyện đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe. Những ngày qua, hình ảnh của anh cũng gây sốt trên các diễn đàn về Hoa hậu. Nếu ai còn chưa biết về anh Trần Việt Bảo Hoàng thì đây sẽ là một chút thông tin nhanh gọn cho mọi người cùng rõ. Anh chàng sinh ngày 29 tháng 11 năm 1991, từng tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh quốc tế trường Đại học Ngoại thương. Thành tích nổi bật: giải nhất cuộc thi tổ chức sự kiện do Freehurst tổ chức, giải ba cuộc thi sinh viên với nghiên cứu khoa học trường Đại học Ngoại thương Hồ Chí Minh, giải nhất Việt Nam PR Concept. Dù là một CEO nhưng anh không ngại làm những chuyện như ủi đồ, lo từng bữa ăn, xếp từng chiếc vali khi đồng hành cùng Khánh Vân đến Mỹ, chinh chiến cuộc thi lớn nhất hành tinh. Trước đó, khi được hỏi về mục tiêu mà anh mong muốn Khánh Vân chinh phục được tại Miss Universe 2020, Bảo Hoàng cho biết, mục tiêu chúng tôi luôn đặt ra đối với các đại diện Việt Nam là giành được chiếc vương miện. Tuy nhiên, trước mắt là Khánh Vân phải giữ vững được phong độ lọt top giống như Hohenie Hoàng Thùy đã làm được. Khánh Vân được rèn luyện khá nhiều kỹ năng từ hình thể, ứng xử, phong cách và đặc biệt càng về sau, các bạn học được nhiều kinh nghiệm từ đàn chị đi trước như Hohenie Hoàng Thùy, những điểm nào cần lưu ý, cách để làm bản thân nổi bật. Sau khi nghỉ ngơi và được người anh thân thiết chăm sóc chu đáo hiện tại, Khánh Vân đã tràn đầy năng lượng để nhập cuộc. Ở Việt Nam, trong lĩnh vực hoa hậu, một số người đặt cho anh danh xưng là ông trùm hoa hậu khi đã và đang quản lý cho rất nhiều nàng hậu đình đám như Hohenie, Hoàng Thùy, Mầu Thủy, Khánh Vân, Kim Duyên, Hoàng My. Là người anh cả trong gia đình Hoàng Vũ nên Bảo Hoàng được hội chị em hết sức yêu mến. Hiện anh đang là CEO của Unimedia, phó ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2019-2021. Ít ai biết, anh chàng CEO trẻ tuổi đang sở hữu cho mình một ngôi nhà với không gian sóng xanh, hiện đại. Đây cũng là nơi anh yêu thích nhất sau mỗi ngày làm việc vất vả. Chàng trai đến từ Nha Trang còn có niềm đam mê về thể thao. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh về những cuộc thi chạy bộ, đi bơi. Không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai mà còn được body săn chắc nhờ vào việc chăm chỉ tập luyện thể thao. Và không thể thiếu những chuyến du lịch sang chảnh. Nếu để ý trên trang cá nhân, có thể thấy anh CEO trẻ tuổi đã đến rất nhiều nơi nổi tiếng trên thế giới. Ai nói CEO là luôn phải diện vest sang chảnh? Cũng có lúc anh chàng sinh năm 1991 có những hình ảnh vô cùng dễ thương như thế này đây. Ở công ty, Bảo Hoàng được biết đến là một người sếp hết sức thân thiện và quan tâm nhân viên. Tuy nhiên, có một thông tin đặc biệt nhất mà chúng tôi biết được: hiện tại anh Bảo Hoàng vẫn đang độc thân. Đây chắc chắn sẽ là điều khiến các họ chị em thích thú nhất đây. Tạm gác lại chuyện này, điều quan trọng bây giờ nhất là hy vọng anh Bảo Hoàng cùng với ekip của mình sẽ có nhiều chiến lược để cho Khánh Vân tỏa sáng tại đấu trường Miss Universe, làm rạng danh nhan sắc Việt trên bản đồ thế giới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.